bộ khuôn ABS ngon, bổ, rẻ và đảm bảo rẻ hơn cả giá vật liệu. Ngày hôm nay sẽ được cung cấp cho anh em nhé. Đầu tiên là khuôn voi. Đây là khuôn voi bé. Sản phẩm nó đúc ra như này. Đó, đây là voi bé này. Sản phẩm đúc ra có chiều dài 22 cm, ngang 13 cm và sâu của voi này khoảng 11 cm. Một bộ khuôn này trước đây nó khoảng 500k thì ngày hôm nay còn 200k nhé, 200k bộ khuôn này, hỗ trợ miễn phí vận chuyển. Tiếp theo là khuôn cá chép, khuôn cá chép rồng này. Thành phẩm đúc ra của khuôn này là 55 cm. Đó, trước đây nó gần 1 triệu thì ngày hôm nay còn 500k miễn phí vận chuyển. Còn dư mấy chân, đây là chân của lục giác 45. Chân của lục giác 45 hàng công CNC nhá. Bộ này có chiều dài một cạnh này, anh em đo này cho dễ hình dung này. Chiều dài một cái cạnh này là 17 cm. Đó, 17 cm nhá, cao. Cao 18 cm. Khuôn này cho phục vụ cho lục giác 45 dán chung này, rồi các 45 hoặc là lục giác rộng 43 cao 55 với lục giác ống. Đó, giá ngày hôm nay là 300k bao ship luôn. Ờ, đây là cũng là chân của lục 45, hàng này hàng chung nhá, lòng trong liền khối luôn đấy. Chiều dài của một cạnh của nó là 17,5, gần 18 nhá. Cao 18,5. Nó to hơn và cao hơn một chút. Đó. Giá cũng là 300k nhá, đồng giá 300k. Ở đây là chân. Chân này là chân của lục giác 60, 65 và lục 58 để dùng chung. Chân này chân đổ ngửa nhá. Đó, chân đổ ngửa nhá. 350k. Đây là chân của lục 60 và 65 dùng chung với nhau, lòng trong ghép mảnh, 350k nhá. Anh em cần mẫu nào thì ngay giờ có liên hệ với cơ sở hoặc để lại bình luận ở ngay dưới video này.